Hi, xin chào tất cả bạn. Mình là Quang Lâm đây. Hôm nay mình xin được làm clip review sơ về mẫu PG Gundam Astra Red Frame Kai nha các bạn. Đây chỉ là một clip review sơ nha. Còn về chi tiết thì mình sẽ update sau, nên có gì các bạn thông cảm nha. Trước tiên thì mẫu này có thể gọi là một bản khác của con Gundam Astra Red Frame, thêm chữ Kai vô. Thì theo như mình biết thì bản thường nó chỉ có một cây katana, một cây súng và một cây khiên thôi. Còn bản Red Frame Kai chúng ta sẽ được thêm một cây đại kiếm và sẽ được Bandai ưu ái cho thêm một cây katana nữa, tổng cộng là tới 2 cây katana lận. Rất là dân chất chơi và chịu chơi của Bandai luôn. Về khi gáp con này á, mình cảm thấy á, tổng thể con này rất là chắc chắn, nhưng mà do cái này nè tông màu cơ bản á, nên có một số màu có hiện tượng là ghẻ chìm với lại vệt trắng nhiều. Ghẻ nhiều nhất đó chính là ở cái bàn tay của nó, nguyên cái cánh tay và bàn tay của nó rất là ghẻ nhiều rồi. Còn lại chân với cái body của nó thì không thấy ghẻ, mình đã xử lý sạch sẽ hết rồi, chỉ điều cái tay nó còn vẫn để lại lộ ghẻ thôi. Như các bạn thấy, cho một cây súng thôi nhưng không hiểu sao cho thêm một cây súng làm cái gì nữa, để dự phòng. Với lại do có nhiều bắt dư của cái bản cũ nên một số bắt dư có thể ráp lại thành cái bắt cũ như mình đã ráp đây. Đây là cái bắt bắt cũ của con PG Astra, tại cái kia mới hoàn thành luôn. Và như các bạn biết á, thường thì cái mẫu Astra Red Frame á, thì cái khung xương và cái bắt được dựa trên mẫu PG Shrine, nên nó cũng có dư một số chi tiết bắt dư của con Shrine. Về vũ khí thì đây là hai cây dao của con Shrine như vậy, mà nó lại có trong bộ này. Về tổng thể các bạn có thể nhìn thấy đây chính là, thường thì mẫu PG thì cái cockpit hay còn gọi là buồng lái mở ra được, nhưng cái sau khi mình kéo ra mình cũng thấy trong cuốn hướng dẫn mở ra thì dễ lắm, nhưng đặc biệt là mình thấy cái phần này nó hơi là khó, nó bị dướng, nhưng mà vẫn mở gỡ bình thường. Thì nếu bạn cách khắc phục là các bạn nghiêng người về phía sau của nó và đẩy cái chốt này mở ra trước rồi sau đó mở cái này lên đấy. Khiên thì cũng giống như bao con PG dòng Seed khác thôi. Thế cặp sườn mình thấy có nhiều thay đổi mới, sườn cũ hình như là hai chữ V thường, còn đây là nó có độ thêm chi tiết nữa, mình sẽ chỉnh lên cho bạn. Đấy, nó có tạo nét đường khác của cái V fin hay còn gọi là cái sừng của nó. Và mẫu PG thường thì chúng ta sẽ có một cái led ngay cái đầu, nhưng tại mình chưa có pin nên mình không có gắn được. Đấy, cục led của mình chưa có gắn vào thôi. Đấy, chưa gắn để đi mua pin nữa. Và cái mình kết nhất đó, đó chính là cái katana của nó. Như các bạn đã biết, đây cái bao kiếm à, cái bao kiếm với cái bàn chân Bandai có tặng thêm cái bộ miếng dán, cái này mình có thể gọi sơ là miếng dán giảm ma sát ấy các bạn, gắn vô cái chân thì để nó không bị ngã. Rồi với lại do cái phần bắt bắt của cây đại kiếm, của cây đại kiếm gắn vào lưng này thành cái bắt bắt nặng quá, nên có tặng kèm thêm một cái bay như thế này, tặng kèm thêm một cái bay như thế này đấy. Cái bay này hình như là của MG đó. Bên trong bao kiếm nó cũng có một cái miếng dán giảm ma sát,
do cái kiếm này đã được cốt lại, bên ai sợ nó chày với lại chày xước đồ nên đã cho thêm miếng dán, nó nằm trong bao kiếm mà các bạn không thể thấy được. Và về phần kiếm mình sẽ rút như các bạn sơ qua nha. Nó còn một cái chốt giữ kiếm như này, nhưng cái này do review sơ nên các bạn thông cảm. Này, các bạn thấy cực kỳ sáng bóng, và để trên sáng nó sẽ hiện lên một cái lưỡi như thế này. Đấy. Mỗi cái kiếm thì nó có hình như là có một cái tên khác nhau, hình như tiếng Nhật hay gì mình cũng biết đọc sao nữa. Thì các bạn biết là thường mấy cái pháp mà được mạ lên ấy, mà kiểu như là sơn kiểu mạ lên ấy, nó sẽ dễ lộ vẻ lắm. Đây mình cắt sạch luôn cái đó là bề mặt láng nhưng mà vẫn còn để lộ vẻ màu đen rất là xấu. Còn về các bạn thấy có một cái bắp nhỏ màu vàng, đó là một cái bắp nhỏ, không phải là nó chính trong cây kiếm luôn. Nó giúp cho cố định, khi mà gắn cái lưỡi kiếm này vô nó giúp cho cố định lại, nó có một cái chốt tròn gắn vô đây, cực kỳ sáng bóng luôn. Và đó là điểm mình kết nhất của con này, hào phóng cho tới 2 cây rồi. Con này á, tổng thể mình đánh giá là 9 trên 10 nha các bạn. Về phần cây đại kiếm á, thì mốt sau này mình sẽ làm clip rõ hơn. Nó cây đại kiếm nó sẽ biến thành 5 dạng, đó chính là dạng thứ nhất hay còn gọi là dạng đại kiếm, thì các bạn như các bạn chơi mẫu mờ rồi thấy bạn biết rồi đấy. Dạng thứ hai là dạng platform hay còn gọi là dạng bay. Dạng thứ ba được gọi là data form hay còn gọi là dạng chiến đấu. Dạng thứ bốn là cái đại kiếm này sẽ biến thành một cái kiểu như cái hình như móng vuốt ở gắn ở tay. Dạng thứ năm là chúng ta sẽ biến là cây cung. Đấy, rất là đẹp luôn. À, nếu mà các bạn không đủ điều kiện chơi BG thì mẫu MG Banai cũng sản xuất lên các bạn, rất là đáng đồng tiền mua và ngon nữa. Đây là chỉ là clip review sơ thôi các bạn, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh channel của mình. Và hiện nay channel của mình hình như đạt tới 600 mấy người đăng ký rồi, mong tới cỡ khoảng 1.000 người đăng ký nếu mình sẽ làm nhiều clip hơn cho bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel của mình từ suốt thời gian đến bây giờ. Và hãy nhớ like và share ủng hộ cho kênh mình ngày càng lớn mình hơn. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt. Và hãy nhớ đón xem clip review sau về các mẫu khác nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.